Xin chào quý vị các bạn. Nhà mình có trồng một cây hoa nhài các bạn ạ. Do nhà mình không có diện tích đất vườn cho nên sẽ trồng ở trên chậu này. Ở cây hoa nhài thì có hoa hầu như là quanh năm. Nhưng mà thông thường thì hoa nhiều nhất là từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Và cây càng lâu năm, ví dụ các bạn thấy như cây này, thì hoa của nó càng đẹp và rất là thơm. Nhiều nơi thì họ sẽ trồng đại trà ở trên cánh đồng. Và cái hoa này thì sẽ dùng nó để là ướp trà. Đấy, cái hoa này nhiều khi nếu mà để khô thì cũng sẽ được 80-90 nghìn 1 kg hoa khô này. Và để có cái hoa nhài ướp trà thường xuyên thì chúng ta mỗi gia đình nên có một chậu này ở trong nhà. Nếu chậu càng to thì cây hoa nhài sẽ càng nhiều chất dinh dưỡng để nuôi cây và nuôi hoa, cho nên hoa càng thơm và cái thời gian thu hoạch hoa thì càng được kéo dài. Nhà mình ở cái chậu rất là nhỏ thôi, đường kính khoảng 6-70 cm thôi các bạn. Ở cây này thì cũng đã được khoảng 12-13 năm rồi đấy các bạn ạ, cho nên là gốc nó rất là nhiều nhánh nhỏ khác nhau. Đây, và cây này nhà mình cũng đã chuyển lên khoảng được chục ngày rồi và các cái lũ hoa vẫn kế cận với nhau. Và cây này rất dễ sống các bạn ạ. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị chậu và đất. Thì cái đất của nó thì nếu các bạn có thể trộn phân hoa cũng được, nhưng mà nếu trộn thì khoảng để 7 đến 10 ngày sẽ tiến hành trồng để cho nó đỡ bị sót rễ. Còn nếu mà chúng ta mà trộn đất này với cả phân vi sinh hoặc là phân có nguồn gốc hữu cơ thì cứ để 3 đến 5 ngày chúng ta chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ vận chuyển cây lên để đảm bảo là khi trồng thì cây không bị sót rễ và dẫn đến chết cây là an toàn nhất các bạn ạ. Thứ hai là với mình gắn bó với cây hoa nhài này đã hơn 10 năm thì thực tế của nó là rất ít các loại sâu hại các bạn ạ. Cho nên là không cần dùng bất cứ loại thuốc nào để bảo vệ đối với cây hoa nhài này. Bởi vì có thể là cũng mình trồng cách biệt với cả trên cánh đồng cho nên là nó không có cái loại sâu bệnh hại. Nếu mà ở một số nơi khác thì họ trồng ở trên cánh đồng cho nên là sâu bệnh hại ở các cái ruộng khác nhau nó sẽ tấn công cái hoa nhài này. Nhưng đối với nhà mình thì có một cây này thì nó cũng hầu như không có sâu bệnh hại gì. Thứ hai nữa là dùng sẽ rất đảm bảo. Như lụ này là chúng ta có thể hái để sấy khô ướp trà được rồi các bạn ạ. Hay như gia đình chúng ta chỉ cần có một cây này thôi thì có thể là có trà hoa nhài uống quanh năm. Bởi vì mình nhắc lại là cây hoa nhài này thì nó có hoa lác đác quanh năm. Nhưng mà cái tỷ lệ ra hoa nhiều nhất là vào tầm tháng 4 âm lịch đến tháng 8. Cho nên là chúng ta sẽ có trà hoa nhài uống quanh năm. Hoặc là chúng ta cũng có thể là dùng hoa nhài tươi này. Khi chúng ta pha chè thì có thể rửa 5-7 bông này, sau đó đổ thẳng vào tách trà của chúng ta và tiến hành pha lẫn với trà và uống rất là thơm. Có một cây này ở trồng trên sân thượng hoặc là
trên sân vườn của chúng ta thì có hương thơm rất là dịu, và đặc biệt là về xế chiều buổi tối các bạn ạ. Nhà mình có một cây này thôi, nhưng mà khi buổi tối thơm ngào ngạt khắp cả sân các bạn ạ, rất là thơm. Và nếu chúng ta mà trồng một cây này, hoặc là các bạn là ở khu đô thị hoặc là trên thành phố thì không có điều kiện về phân hữu cơ hoặc là phân vi sinh, thì chúng ta có thể là mua một đến vài gói phân chậm tang ở các siêu thị, chỉ 5 đến 7 nghìn, 10 nghìn một gói thôi các bạn ạ. Mỗi một đợt bón chúng ta có thể bón 6 đến 7 tháng, cho nên các bạn chỉ cần mua một chậu này, có thể là 4 đến 5 gói chúng ta sẽ để chung quanh gốc này, thì 5 đến 7 tháng sau chúng ta mới phải mua lại. Để phân chậm tan thì đều có nguồn gốc Nhật Bản các bạn ạ, rất là đảm bảo. Và cây trồng thì bón rất, cái loại phân đấy bón được rất nhiều loại cây khác nhau, từ cây hoa hồng hoặc là các loại cây hoa cảnh khác thì đều bón được. Và cây hoa nhài này cũng vẫn bón được các bạn nhé. Còn về tưới nước thì chúng ta cứ duy trì độ ẩm cho nó thôi, chúng ta không nên tưới nước sũng quá, nếu tưới nước sũng quá thì cây có thể sẽ chết. Và với cây khi mà tốt như này rồi, chúng ta có diện tích vườn rộng hoặc là có chậu và rộng, có nhiều chậu thì chúng ta có thể chiết cành hoa nhài này, thì chỉ cần mất khoảng 2 đến 3 tháng thì chúng ta sẽ có cành mới. Chúng ta có thể nhân giống rất là dễ dàng, hoặc là vào đầu mùa xuân ấy thì chúng ta có thể tìm cắt những cành già của nó, ví dụ cành này, thì chúng ta có thể dâm xuống đất, thì nếu điều kiện đã thuận lợi cây cũng có thể xỏ rễ và sinh trưởng phát triển thành cây mới. Và với cây hoa nhài này thì chúng ta nên mỗi gia đình có một vài cây, bởi vì sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng thì chúng ta thưởng thức hương hoa nhài rất là thư giãn, vừa làm sạch không khí, vừa có hoa nhài dùng để ướp trà. Và chúng ta sẽ đãi bạn bè và khách quý của chúng ta những cái ấm trà hoa nhài rất là ngon, rất là thơm. Và cây hoa nhài này thì nó ra hoa thường xuyên, cho nên chúng ta cũng nên tiến hành bón bổ sung. Nếu chúng ta mua gói phân chậm tan rồi thì có thể 6-7 tháng, nhưng mà khi chúng ta không mua được thì cũng có thể là mua loại phân hỗn hợp LVK thì chúng ta có thể rắc quanh gốc. Với một chậu như này thì chúng ta có thể dùng khoảng một rúm nhỏ thôi LVK, hoặc là các loại phân đạm nén khác thì cũng có thể rắc được. Thì chúng ta cứ khoảng 3 tháng rắc một lần. Nếu không thì chúng ta có thể là dùng nước gạo hoặc là bột ngô đỗ cũng có thể rắc được, là đảm bảo nhất. Và chúng ta cũng có thể ủ phân hữu cơ nhờ các cái loại rác thải sinh hoạt như là gốc rau hoặc là vỏ của chuối, thì chúng ta cũng có thể ủ được, và đến lúc nó phân hủy hoàn toàn thì chúng ta có thể tưới nước được cho cái cây hoa nhài này. Để hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn cách trồng và chăm sóc cây hoa nhài trên chậu. Nếu quý vị và các bạn có cách hay thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào.